làm gì? Mà ai cho mày đọc chuyện của tao hả? Thì sao? Lêu lêu. Mấy khi em nó tới chơi, cho em nó mượn đọc xong nó trả. Ai ăn mất kem của con rồi? Kem mẹ cho em nó ăn. Con là anh họ của nó thì con phải nhường nó chứ. Nhường cái gì? Chắc chắn là cái con nhãi danh này nó phá phong mình. Mày được lắm. Cô em họ dễ thương của anh ơi. Dạ. Anh biết mày rất thích trang điểm nên anh có trò chơi cho mày đấy. Thật á? Bộ trang điểm của tôi. Chị định để cháu lại chơi mấy ngày mà nhà có việc đột xuất. Chú thông cảm ấy. Vâng. Thế, chào bác đi con. Em họ của anh ơi, em còn non và xanh lắm. Trinh, sao con lại khóc? Nó vừa bị đánh. Bị đánh à? Thằng nào dám đánh Trinh của tớ? Ở bên kia kìa. Để tớ cho nó chứ. Ơ kìa, người đấy cậu không đánh được đâu. Nope. Thằng nào cũng đánh được tuốt nhá. Thằng kia. Ai cho mày đánh cờ rút của tao? Con chào bố ạ. Con chào chú ạ. Mới đánh có một cái thì mà đã phụng phịu chạy đi. Vào dọn nhà ngay không tao lại vụt cho một trận nữa bây giờ. Vâng ạ. Thế còn mày đánh ai đấy? Dạ cháu định đánh cháu ạ. Dại lắm con ạ. Sĩ gái như thế thì đời mày còn nhục. Hôm nay chú Trương rảnh rỗi qua nhà tôi chơi cơ đấy. Vâng, cái Trinh con tôi ấy, nó vừa đạt giải nhất môn tiếng Anh thành phố đấy. Thằng Tôm nhà tôi ấy, nó siêu cao thủ về môn thể dục. Giỏi thể dục thì làm được cái gì? Phải học giỏi ngoại ngữ như con gái tôi đây này. Sau ấy ra trường xin việc nó mới dễ. Con gái đâu? Biểu diễn cho bác xem. Xin chào trong tiếng Anh là gì nhỉ? Hello ạ. Trong tiếng Pháp? Bonjour ạ. Trong tiếng Nhật thì sao? Konnichiwa. Trinh giỏi như vậy thì bạn thử dịch cho mình câu này xem. Khắc vịt hiệp hà, mãi thổ thắng khấu, khai thó nghi trẻ. Ông mất chú hoặc vật vật khó. Tớ không dịch được. Thế mà cũng không dịch được. Tưởng thế nào? Tôi xin phép hai bố con tôi về nghiên cứu thêm. Hôm nay bố mới biết con trai của bố quá giỏi ngoại ngữ. Mà này, thế cái tiếng đấy là tiếng của nước nào đây? Tiếng nước nào đâu bố, còn bịa ra đấy. Trinh, tớ tặng Trinh bố hoa cứt lợn này. Cứt lợn thơm cậu nhỉ. Khi lớn lên rồi, Trinh làm người yêu tớ nhá. Tớ sẽ tặng cứt lợn cho cậu mỗi ngày luôn. Tớ đồng. Tôm. Mẹ. Con ơi là con, bảo con ở nhà là quét sân, quét nhà, dọn dẹp nhà cửa đi. Mà sao giờ con vẫn ở đây? Ôi, cái bộ quần áo này 10 ngày rồi còn chưa thay nhá. Tóc này, này cháy giận nở đây rồi này này. Hôm qua mẹ đi ăn cỗ, mẹ phần cho ông bà ít xôi ít gà. Thế mà con ăn hết à? Chưa kể nhá, cái tội móc túi của mẹ lấy 100.000 đi chơi điện tử đúng không? Mẹ ơi, tớ không ngờ cậu là con người lười biếng, bẩn thỉu, tham ăn, gian trá như vậy đấy. Cậu có biết cậu về cái nhà khác nhau ở chỗ nào không? Khác chỗ nào? Là cậu không có cửa với tớ đấy. Kẹt. Tất cả là tay mẹ đây. Trinh ơi. Liên quan. Cả nhà mình làm gì mà vui thế hả? À Trinh, Trinh đến đúng lúc lắm. Này, cậu nhìn cái bức vẽ kia nó có đẹp không? Eo ơi, tranh cậu nhặt ở đâu mà xấu thế? Nét vẽ thì nguệch ngoạc, ném ra thùng rác thì hợp hơn. Tranh tớ vẽ. À không, ý tớ là tranh cậu vẽ đẹp, chỉ là cái nhân vật trong tranh xấu thôi. Mà cậu vẽ ai trông vừa béo vừa lùn, tóc thì xoăn xoăn, nhìn như mụ phù thủy ở trong truyện cổ tích ấy. Tôm vẽ cô. Nope. Cháu. Ý cháu là người vẽ đẹp, nhân vật trong tranh cũng đẹp, chỉ là cách treo tranh xấu thôi. Tranh đẹp như này mà treo sọc xa sọc sạch, đúng là cái đồ mắt lệch. Bác trèo đấy. Mà cậu sang nhà tớ làm gì ấy? À, nhà tớ vừa hết gạo, sang đây vay tạm một bữa. À, vay gạo à?
Này Tông, cậu còn thích tớ nữa không? Thích chứ, thích lắm luôn. Bây giờ cậu chỉ cần mua cho tớ một con gấu bông, tớ sẽ cho cậu một cơ hội. Nhưng mà phải mua của chú béo đầu làng ấy thì mới được. Ok luôn, đơn giản. Chú béo ơi, chú bán bao nhiêu tiền một con gấu bông? 500.000. Cướp à? Loại này ngoài chợ bán 40 nhá. Mày mua thì mua, không mua thì chim cút. Thôi thì vì tình yêu vậy, cháu lấy con vịt. Bố, bố bán được nhiều hàng chưa bố? Chưa con ạ, ế lắm. Ở trường á, vẫn còn nhiều thằng thích con lắm. Để con dụ dỗ chúng nó đến mua ủng hộ bố. Bút của ai làm rơi đi nhỉ? Trả đây, bút của tớ. Cậu tuổi gì mà sờ vào? Cái bút này thường thôi. Nhìn đi, thước này làm bằng ngà voi nhá. Thường thôi. Quyển vở mẹ tớ mua từ bên Pháp về đấy. Thường thôi. Đồ chơi công thức mới. Thường thôi. Con gấu quý tộc. Thường thôi. Bim bim mực khổng lồ đại dương. Thường thôi. Sữa khủng long tươi. Thường thôi. Tao còn có điện thoại thế hệ mới đi này. Thường thôi. Tao còn có điện thoại xịn hơn điện thoại mày ấy. Chuyện gì vừa xảy ra ấy nhở? Hình như tao với mày vừa bị cướp mất điện thoại đấy. Thường thôi. Ê, thường thôi cái gì? Nó đuổi theo địch lần. Thường bỏ con ơi. Ông giỏi, ông ăn tôi trước đi. Ông ăn tôi trước đi. Thách ông đấy. Tôi thách ông đấy, ông nhảy vào đây. Tôi sợ gì mà tôi không dám. Bố ơi, đi về nhà đi. Mày để tao. Thôi. Mày mà không can tao nhá, tao nốc cho lão ấy mấy cái vào mặt rồi đấy. Bố đừng có mà to mồm nhá. Nhìn lão to thế kia, bố không ăn được đâu. Thế mày để tao chịu nhục như thế à? Nhục là nhục thế nào được. Con của lão ấy nhá, là học cùng trường với con. Bây giờ bố không ăn được thì để con xử lý con lão ấy. Con sẽ lấy lại danh dự cho dòng họ Nguyễn. Đứng lại. Bố mày đánh bố tao, cho nên hôm nay tao sẽ trả thù cho bố tao. Tao sẽ cho mày biết tay. Thế mày có đánh được nó không con? Ủa bố. Chắc chứ. Chắc bố. Ừ, thôi thế được. Ông này, thằng Tôm nó lớn phết rồi đấy. Có khi phải cho nó đứa em nữa nhỉ. Bà tích cực ăn của chua vào nhá. Ăn của chua thì mới đẻ được con gái. Đẻ được con gái cho nó thủy mị đết na. Không được. Bố mẹ mà đẻ em gái thì lấy ai chơi đá bóng với mình. Sinh em gái xong kiểu gì cũng chiều em gái hơn. Có cách rồi. Ông Trinh à, chiều qua nhà tao chơi nhá. Cháu là con nhà ai mà vào nhà bác phá như thế này hả cháu? Cháu là bạn của Tôm ạ. À? Bạn Tôm đang chăm chỉ học ở trên nhà ấy. Cháu chả có ai chơi nên đánh chơi một mình vậy. Cái đồng hồ của tôi. Mày có biết là cái đồng hồ nó đắt như thế nào không? Ông có muốn sinh con gái cho nó thủy mị nết na nữa không? Thôi dẹp. Đúng hôm không mặc áo khoác mà trời lạnh thế không biết. Áo mua đông giá rẻ đây, 100.000 một cái. Anh chị em mua cho em đi nào, mua đi, mua đi. Ây, mua áo cho em ấy. Ui, mua hàng cho chú đi cháu. Này Tôm, có phải cậu thích tớ từ lâu lắm rồi đúng không? Ừ, tớ thích cậu từ lâu lắm luôn rồi ấy. Hóa ra là cậu cũng nhận ra tình cảm của tớ à. Thế bây giờ làm sao để cậu thích lại tớ đây? Con gái bọn tớ à, rất thích những người con trai tinh tế, biết quan tâm đến người khác đây. Tinh tế là... là một chàng trai ấm áp ý. Chàng trai ấm áp á? Hiểu rồi. Công nhận áo vừa rẻ lại vừa ấm nữa. Này, bây giờ tớ thấy ấm áp lắm rồi. Trinh, Trinh đã thích tớ chưa? Thích cái phích nước ấy. Đúng là đúng không? Trinh ơi, Trinh! Có chuyện gì đấy? Này, Trinh cho Tôm xin một kiểu ảnh nhá. Để làm gì? Thì Tôm chụp ảnh của Trinh xong rồi về in ra, dán ở quanh nhà ấy. Bởi vì mỗi ngày không có hình ảnh của Trinh bên cạnh, Tôm cảm thấy
bất an lắm. Tôm khéo mồm thật đấy. Cứ chụp thoải mái đi. Ok. Tên Tôm đáng ghét. Vừa hôm trước thả thính mình xong, giờ lại mất tích. Sao hình của mình lại ở đây này? Tôm ơi Tôm! Tôm! Cái gì đây? Sao cậu lại dán hình của mình ở chỗ trường gà này? Tớ xin ảnh cậu về để dán chống trộm mà. Này nhá, nhìn cậu không những xấu nhá, mà nó lại còn xấu kinh lên được ấy. Xấu khi chống được cả mũi ấy. Cậu... lại tự ảo tưởng xong rồi tự thất vọng. Cái bọn con gái bây giờ lạ thật ấy. Đây là cuốn sách bí kíp tán gái của dòng họ nhà mình. Hôm nay ta giao cho con. Chỉ cần đọc cuốn sách này là có thể lấy được vợ à bố? Đúng rồi. Chính vì nhờ nó mà ta tán được mẹ con, rồi đẻ con ra đấy. Bước 1 đầu tiên, phải gặp người ấy và nói những lời ngọt ngào. Trinh, nước đường, nước mía, kẹo lạc, kẹo bông, trà sữa. Liên thiên cái gì đấy? Bố cái thằng dở hơi. Nếu ngọt ngào với cờ rớt không được thì phải tấn công sang phụ huynh. Tấn công phụ huynh là... Chú có phải là bố của Trinh không? Đúng rồi. Ai ơi. Chú gả Trinh cho cháu nhá. Mày thích gả không? Mày thích gả không? Mày... Cứ sáng ngủ dậy làm 15-20 phút tập thể dục thế này thì nó mới khỏe người được. Này, thích con bé kia hay sao mà đắm đuối thế? Thích, nhưng mà không dám nhích bố ạ. Mày kém lắm, nhìn bố thể hiện thế này nhá. Cháu cháu. Ồ, bác bị làm sao đấy ạ? Bác lạc bố thằng con trai, không biết đường về. Đây đây số điện thoại, cháu gọi giúp bác rồi. Alo, cậu ơi, bố cậu bị tai biến, đang lạc ở đầu ngõ đây này. Cậu ra đón bố về ngay nhá. Yeah! Yeah! Này, có số điện thoại rồi nhá. Tha hồ mà tán gái. Bố con là mãi đỉnh luôn nhé. Ơ kìa, đằng kia có con bé xinh đáo đấy. Lần này mày phải giúp bố đấy. Ơ, kìa bố ơi. Triển luôn. Thôi, lô đề gì tầm này nữa, mẹ về ăn cơm đây. Thằng Tôm đấy à, chú nhìn mày phóng xe tít đấy, giống như mấy cái thằng đua xe buổi tối ấy. Việc của chú à? Mẹ ơi, mẹ cho con xin mấy chục nghìn trả tiền nước với tiền ăn vặt nhà bà Chuyên. Bà ấy cứ đòi nhằng nhặng. Bé tí mà đã biết báo nhà rồi đấy. Chỉ có mấy chục nghìn tiền ăn vặt chú cứ nói quá lời. Mấy chục này, xong đến mấy trăm, xong đến mấy triệu. Xong nó báo nhà chị là chị bán cả nhà đi đấy. Cứ như tôi, đẻ con gái thùy mị nết na, không bao giờ tiêu tiền bằng những thứ vớ vẩn được. Bố ơi, bố ơi. Con gái yêu của bố đấy à? Bố thanh toán tiền hàng cho con với hả? 3 cái váy, 4 cái son, 5 cái nơ, 6 cái vòng, 7 con búp bê. Tổng hóa đơn có hơn 10 triệu thôi bố ạ. Này chú ơi chú, như cháu mà chú đã gọi là báo thì con gái chú này phải gọi là mẹ của báo. Con này mày không có mắt à? Cháu xin lỗi chú, cháu không cố ý ạ. Xin lỗi mà được thì không ai phải đi tù. Mày quỳ xuống rồi lau giày cho tao đi. Này, chú đừng có mà quá đáng nha. Chú mà dám động đến một cọng tóc của bạn ấy thì cháu sẽ cho chú một bài học ấy. Mày làm gì cho tao? Trinh, chạy trước đi, để tớ cho một bài học. Ô tròn như quả trứng gà. Ô thì đội mũ, ơ thời thêm dâu. Nhắc lại. Ô tròn như quả trứng gà, ô thì đội mũ, ơ và thêm dâu. Hay quá, rồi ơi. Chú cứ học thuộc ba cái chữ này trước, ngày mai cháu lại dạy chữ tiếp cho. Ngày xưa ấy, thì điều kiện nghèo khó, đi tù sớm nên không được đi học. Cảm ơn cháu đã dạy chú bài học free này nhá. Xin thông báo, chiều nay có đoàn chiếu phim về chiếu tại Sydney. Xin kính mời tất cả bà con đến xem phim.
Tiếc thế, chiều nay lớp tao lại phải đi học. Tao có cách rồi, mày cắn tao một cái đi. Để làm gì? Bảo cắn cứ cắn đi. Được rồi, tao về nhà bảo là bị chó cắn, điều gì được nghỉ học. Tao thấy chưa được đâu, phải tí một bên mắt nữa cho chắc ăn. Dám chửi tao là chó à? Tao cho mày thỏa mãn ông ước luôn, không dám chơi với mày nữa. Cố chịu đau một tí, nhưng mà chiều còn được đi xem phim. Bố, bố ơi, bố, bố. À, Tôm đây rồi. Thầy giáo con vừa đến thông báo là chiều ở làng có chiếu phim, thầy cho cả lớp nghỉ. Chiều ra mà xem phim nhá. Tôm, sao toàn học lâu rồi mà giờ mới về? Suốt ngày la cả rồi. Nằm xuống đây mẹ cho vài ngày thì mẹ mới nhớ. Mẹ từ từ nghe con giải thích đã. Không phải là do con ham chơi đâu ạ, mà chuyện ý, nó là như này này. Tuấn có 10 quả cam, chia cho Quân 7 quả. Hỏi Tuấn còn bao nhiêu quả cam? Ôi giời ơi, quá đơn giản. Lấy 10 chứ đi 7 là bằng 3. Suy ra là Tuấn còn 3 quả cam. Mày sai. 10 trừ đi 7 còn 2. Tuấn còn 2 quả thôi. Mày ngu lắm. 10 trừ 7 thì phải bằng 3 chứ. Mày sai ấy. Đấy là mày ngu ấy. Đấy, mẹ thấy không? Cái con đấy nó đang ngu, nó lại còn hay cãi nữa. Ôi, rồi, mẹ hiểu rồi. Nằm xuống đây mẹ cho vài ngày. Con đã giải thích rồi mà, mẹ phải đánh cái đứa sai chứ. Biết nó ngu rồi còn cãi nhau với nó thì còn ngu hơn cả nó.